GS khá hơn chỗ của mình, vì GS đã tạo mình có thể học tốt hơn và được nhiều tấm lòng hơn, tấm lòng để biết yêu thương hoặc là nhiều người. Lúc mà mẹ mình mới giới thiệu mình vô đây thì mình cũng không có biết là trường Việt Úc dạy ra sao nữa, nhưng mà khi đã học rồi thì mình cảm thấy trường VS khá hơn trường cũ của mình rất là nhiều. Ở đây thì các bạn bè rất là thân thiết và biết giúp đỡ mình. Thầy cô ở đây đầu tiên là rất là đẹp và cũng rất là hiền. Các thầy cô giáo luôn luôn giúp đỡ mình trong con đường học tập. Mình rất là thích môn lịch sử địa lý, tại vì môn lịch sử địa lý đã gợi cho mình những câu chuyện về ngày xưa, những cái chuyện cổ. Môn học năng khiếu của mình là môn toán, thì trường đã phát một chương trình Rio Olympic để mình có thể thử sức mình ở một cuộc thi lớn như vậy. Điểm mình cũng khá cũng tốt. Ước mơ của mình sau này là được trở thành một bác sĩ, và bây giờ mình sẽ chú ý về môn khoa học hơn để biết nhiều về bộ phận cơ thể để có thể chữa cho mọi người. Ba của mình rất là giỏi những môn như là toán, lịch sử, và hình như là tốt nhất là môn khoa học, nên là ba luôn giúp đỡ mình về môn khoa học để trở thành một bác sĩ, và ba mẹ cũng ủng hộ mình để trở thành một bác sĩ. Mình sẽ nói rằng là mình rất yêu mọi người và mình sẽ luôn giúp đỡ khi mọi người có khó khăn.